Ông Tổng thống Donald Trump bất ngờ có cái nhượng bộ về thuế quan đối với Trung Quốc. Tại sao như vậy? Đó là cái nội dung trong phần 2 mà chúng tôi xin gửi đến khán thính giả. Như chúng ta biết là ông Trump sau cái thất bại của cái dòng đàm phán ở tại Thượng Hải thì ông Trump về bực bội đánh thuế 10%, dọa 10% trên 300 tỷ hàng hóa còn lại của Trung Quốc, và Trung Quốc phản đòn là hạ giá cái đồng nhân dân tệ, không mua nông phẩm, khiến cho ông Donald Trump lo sợ và phải thương lượng hay là năn nỉ ông Thủ tướng Nhật Bản để làm ơn mua dùng nông phẩm của chúng tôi. Tới giờ này tình hình nó chứng tỏ là ông rất lo về cái chuyện này. Nhưng mà sau đó rồi thì chúng ta thấy là phòng thương mại của Hoa Kỳ thì lên tiếng nói rằng là chúng tôi sẽ gia hạn, Tổng thống gia hạn cái chuyện thuế quan 10% thay vì 1 tháng 9 mà bây giờ nó dời lại 15 tháng 12, nghĩa là nó kéo lui tới đó. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nhượng bộ. Tại sao ông Trump nhượng bộ như vậy? Không phải chỉ có mấy mặt hàng mà phòng thương mại nói là laptop, là cái điện thoại thông minh vân, mà nó còn nhiều mặt hàng nói rằng là chúng tôi sẽ còn mở ra nhiều mặt hàng hứa hẹn nữa. Nói như thế có thể coi như là hết tất cả những cái mặt hàng 300 tỷ đó, là sẽ không có thuế 15% bây giờ cho 10% cho tới ngày 15 tháng 12. Tại sao đưa ra cái điều đó? Trong khi đó thì ông Donald Trump ngồi đang ngóng chờ ông Tập Cẩm Bình coi có phúc đáp bằng cách là xuống giọng để mua nông phẩm của Mỹ hay không. Ông nói rằng là ông Donald Trump đang chờ có một cái tin gì mới về phía Trung Quốc. Cái tin mới người ta nói đó là cái tin mà ông Trump nghĩ rằng là ông Tập Cẩm Bình sẽ đáp trả lại cái điều đó. Nhưng mà ông Tập Cẩm Bình không có đáp trả. Bởi vì ông Tập Cẩm Bình là làm cho ông Trump là chờ đợi, hy vọng là tại vì ông nói ông sẽ xét để mà mua thêm hàng hóa của Mỹ. Xét thôi chứ chúng tôi đâu có mua liền đâu. Do đó chúng ta thấy cái tình hình nó rất đến cái chỗ là như vậy. Người ta nói cái chuyện này á, khi mà Mỹ mà công bố là kéo dài hoãn cái thời gian trừng phạt, nó rơi vào cái thời điểm mà trong cái lúc đó mấy giờ trước thì là phái đoàn Trung Quốc có nói chuyện với phái đoàn Mỹ qua ông Lưu Hạc, và bên đây là Mỹ, ông Lê Thái Sơn, để nói chuyện là chuẩn bị sẽ có một cái hội nghị, một cái vòng đàm phán mới lần thứ 13 nữa. Nhưng mà hai bên nói như vậy, nhưng mà ông Bộ trưởng Thương mại của Mỹ, ông Ross, ông nói như thế thôi chứ chưa thấy có cái cụ thể. Không biết có họp tại DC hay không, mà họp về cái gì, và ngày nào họp cũng không có rõ, chỉ nói một cách mơ hồ để cho tạo ra một cái niềm tin. Như vậy chúng ta thấy rồi ra thì có lẽ là ông Donald Trump xuống thang, bởi vì cái chuyện người ta nói là do cái phái đoàn ông Lưu Hạc nói, nhưng mà cái đó nó không đúng. Ông Lưu Hạc cũng đâu có hứa gì đâu. Bởi vì ông Rose, Bộ trưởng Thương mại, ông nói tờ CNN như vậy, ông nói là đâu có hứa gì, chỉ có nói vậy thôi. Do đó chúng ta thấy là cái tình hình nó không có tốt, nhưng mà như cái thái độ của ông Trump xuống thang. Nhưng mà mình hỏi tại sao nó như vậy, thì từ đó người ta mới đoán ra thế này. Rồi ra đó, đây tới những ngày tới, nếu mà Trung Quốc chưa có một cái động tĩnh gì về vấn đề mua hàng, thì ông Donald Trump còn phải xuống thang nữa, phải nhượng bộ nữa. Nhượng bộ tới khi nào? Nhượng bộ tới khi nào mà có lẽ là hủy bỏ hết cái thuế quan. Bởi vì Trung Quốc nhiều lần nói là yêu cầu Trung Quốc, yêu cầu Mỹ phải bỏ hết, không phải bỏ 300 mà bỏ luôn cả 200 tỷ trước đây, bỏ ngược lại thì chúng tôi mới bàn thương lượng. Như vậy chúng ta thấy là liệu ông Trump có làm hay không? Đây là một cái dự đoán, mình chưa biết hai bên nó xảy ra làm sao. Có thể ngày mai này là Trung Quốc họ nhượng bộ, nhưng mà tới giờ này là như vậy. Mình nghĩ rằng ông Donald Trump sẵn sàng nhượng bộ nữa. Để sao? Để ông kéo cho được ông Tập Cẩm Bình tới hội nghị để ký một cái thỏa thuận tạm thời nào đó. Mình gọi là thỏa thuận chứ thật sự nó chỉ là một cái tạm thời. Để hai bên về nhà rồi để ông Trump chuẩn bị khăn gói bầu cử, thì chúng ta thấy ông Trump sẵn sàng nhượng bộ. Ông có thể nhượng bộ hết tất cả để làm chi? Để bầu cử rồi là sau đó ông nghĩ là tao sẽ trả thù. Nhưng mà Trung Quốc không biết chứ, không biết là mình nhượng bộ rồi sau đó ông Trump đắc cử rồi thì ông sẽ trả thù. Do đó Trung Quốc họ tính con đường
là chúng tôi tạo ra một cái sân chơi riêng, không dính dáng gì với Mỹ. Cái nền kinh tế chúng tôi không cần dính vô. Họ nghĩ rằng cái đó không phải là một cái tốt, nhưng mà phải làm. Bởi vì Liên Xô hồi xưa bị Mỹ ép thì họ cũng phải làm như vậy, và họ vẫn sống. Thì bây giờ Trung Quốc họ cũng sẽ sống, họ chờ cho hết ông Trump, và giả dụ như hết luôn cả ông Mike Pence 8 năm thì họ mới quay lại, thì cũng là không có gì gọi là lâu dài đối với một nước cộng sản, thì cái đó là bình thường. Thưa anh Nguyên Huy. Vâng. Và đây cái điểm như thế này chúng ta, người ta có thể nhìn rằng là đây là cái bước lùi của Tổng thống Donald Trump. À. Và người ta vẫn thường nói là ông sẽ lùi một bước để rồi tiến hai bước. Ừ. Thì cái bước tiến hai bước đó là cái gì? Thì người ta có thể đoán ra rằng là sau khi mà bầu cử được Tổng thống mà ông ở giữ được cái nhiệm kỳ thứ hai nữa thì Trung Quốc sẽ biết tay tôi. Thì ai cũng biết là thế này, về cái vấn đề hiện tại bây giờ ông Tập Cận Bình, ông ấy ngang bướng, ông làm là ông bảo rằng là ông không mua cái lương thực thực phẩm của Hoa Kỳ nữa. Thì thật sự ở đây chúng ta nhìn cái vấn đề nó làm cái cố gắng của ông Tập Cận Bình chẳng đặng đừng đấy mà thôi. Là bởi vì là cái lương thực thực phẩm á, để mua cung cấp cho 1.300.000 dân chúng là cái nước tàu là không bao giờ mà có đầy đủ được tất cả những cái lương thực thực phẩm đó. Mà trong khi đó nhìn ra thế giới chỉ có nước Mỹ là có dư giả cái lương thực thực phẩm mà thôi. Và vì thế cho nên người ta thấy rằng là những cái chuyện này là ông Tập của mình cố lên gần thôi. Nhưng mà trước sau gì rồi thì cũng phải trở lại mua cái lương thực thực phẩm của Hoa Kỳ. Ở đây á, ông bước lùi hai bước là thứ nhất, là để tiến hai bước là thứ nhất là đây có thể là một cái sự gợi ý để cho các hai phái đoàn Mỹ và Hoa Kỳ sẽ gặp gỡ nhau vào tháng 9 này về thương mại đó, thì sẽ có thể tiếp tục trong một cái không khí thoải mái. Với ông ấy nhượng bước là nhượng bước không đánh thuế vào những cái mặt hàng mà ông kể ra là gọi là mặt hàng cao cấp của Trung Quốc chứ không phải không. Đây là một cái điểm chính yếu mà khiến cho mà Trung Quốc có vẻ là thỏa mãn. Thì vì thế cho nên là người ta thấy rằng là có thể khai thông ra được một cái không khí tốt đẹp hơn là cái không khí căng thẳng trước đây để mà có thể họp bàn với nhau. Và trong cái sự họp bàn đó chắc chắn là hai bên lại sẽ bàn đến cái vấn đề lương thực Hoa Kỳ bán cho Trung Quốc và Trung Quốc phải mua thôi chứ không phải là không. Có thể là nếu mà ông Tổng thống Donald Trump mới có bãi bỏ hạn chế một phần thôi thì Trung Quốc cũng có thể đáp trả là mua một phần thôi chứ không phải là không mua như trước đây nữa. Để thưa quý khán giả, chúng tôi nghĩ là vấn đề là như vậy, tức là cả hai bên cần nhau, không phải là Trung Quốc mà mua lương thực thực phẩm của Hoa Kỳ làm cái đặc ân cho Hoa Kỳ, không có, là hai bên cùng có cần thiết và cùng có lợi cả để mà giải quyết, thưa giáo sư. Vâng. Bây giờ qua đến cũng vấn cái vấn đề lương thực đó thì Tổng thống Donald Trump đã nhìn thấy vấn đề, và vấn đề không phải là bây giờ chỉ nhìn vào ông Trung Quốc để mà bán lương thực thực phẩm của mình. Và bây giờ thì ông bắt đầu là trước đây có một cái bản tin là ông đã gợi ý cho Việt Nam mua. Nhưng mà Việt Nam đâu có phải là một cái khách hàng lớn, mà thành thử ra không có bao nhiêu. Thì bây giờ cái khách hàng thứ hai là ông Nhật. Thì ông Nhật trong cái kỳ này á, thì hai bên giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ đang có hai cái phái đoàn mà thương thảo với nhau. Thì hai phái đoàn thương thảo với nhau thì trong này không có cái vấn đề lương thực. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump hiện tại bây giờ đang gợi ý cái chuyện này. Thì ông Thủ tướng Nhật Bản Abe đó thì ông cũng là cho chúng tôi xin cân nhắc lại. Và ông chưa có hứa là sẽ mua, nhưng mà thật sự ra ông có đưa ra một cái chương trình là Nhật Bản sẽ mua một số lương thực thực phẩm của Hoa Kỳ để viện trợ cho một số các nước châu Phi đang bây giờ trong cái cảnh mà đói. Thì thưa quý giả, thì người ta ước lượng, các nhà kinh tế ước lượng rằng nếu mà Nhật Bản mua thì có thể mua lên tới hàng chục triệu Mỹ Kim chứ không phải ít. Và vì thế cho nên cũng có thể nào mà lấp được một phần chỗ trống vào cái vấn đề để mà giải quyết cho những người nông dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là rất là hoang mang, là bởi vì rằng là họ đã mất một cái thị trường quá lớn lao là Trung Quốc rồi, thì chưa biết là họ sẽ phải xoay trở như thế nào. Và chính Tổng thống Donald Trump thì cũng chỉ là yểm trợ thêm cho 16 tỷ chỉ làm cái cấp thời thôi, chứ không phải làm cái trường kỳ.
mà bây giờ phải tìm ra được một cái thị trường nào đó có thể đáp ứng được và thay thế được cái thị trường Trung Quốc, ít ra là không hơn Trung Quốc thì cũng phải ngang bằng hay là gần bằng với lại Trung Quốc thì mới có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Và cái vấn đề đó là Tổng thống Donald Trump phải làm bằng được trước cái cuộc bầu cử tranh cử này, thì để giữ lại tất cả những cái phiếu của những người nông dân đó để dồn cho mình, thưa giáo sư. Vâng, thành ra cũng là chúng ta thấy cái chuyện thật sự thì cái số lúa thực phẩm mà bán cho Việt Nam hay là Nhật Bản nó không có thể cân bằng cái mà Trung Quốc đã mua. Dạ. Nhưng mà cái đó nó là một cái đòn chính trị để bớt cái áp lực, cân bằng bớt cái áp lực và làm cái tin tưởng cho người nông dân Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rồi ra, trước đây thì ông Trump nói là ông bỏ ra 16 tỷ đó, ông mua hàng để mà nông phẩm để ông thường tiền cho cái người nông dân. Ông dùng cái đó để ông đưa ra cái food bank của Mỹ, tức là food stamp, cái tiền cho học sinh trong ăn uống này kia v.v. Thì bây giờ có thể là ông dùng cái đó để ông viện trợ cho các nước khác. Nhưng mà hiện giờ tại vì Hoa Kỳ không có cái phần viện trợ như ngày xưa là USAID. Vì thế cho nên nếu mà Hoa Kỳ vẫn còn có cái USAID thì mua cái đó viện trợ nó biết bao nhiêu tiền để mà cho đủ, thành ra chúng ta chờ. Nhưng mà rồi ra chúng ta thấy đó là qua cái chiến tranh thương mại này, các cái nhà hoạch định của Mỹ phải học ra một kinh nghiệm, đừng bao giờ bỏ hết trứng vào một cái giỏ, nó bể là bể hết. Do đó tại sao là phải tin tưởng Trung Quốc đây? Tất cả mọi việc là phải bán cho Trung Quốc, giống như cái kinh nghiệm của nước Úc Châu. Úc Châu cái bao hết bán cho anh Trung Quốc về khoáng sản, về chuối, về tới khi Trung Quốc họ làm gieo một cái thì cái tất cả có nó đổ biển hết. Chúng ta thấy như vậy thì không bao giờ giao cho một nước nào độc quyền, bởi vì Mỹ đã xác nhận là Trung Quốc không phải là đối tác mà là kẻ thù. Vì thế tại sao mình giao cái hồn cho kẻ thù? Đây là một cái dở của các cái nhà hoạch định của nước Mỹ, thưa anh Nguyên Huy. Cảm ơn khán giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.